Lights. We are at war. And not the one we were expecting. Our combined military forces have been routed. The comms have gone dark. The red phone will not be ringing. We now face an opponent from beyond our world. They have technology decades beyond what we possess. We must make it our own. Their weapons will become our weapons. And when they do, we shall annihilate them. I give you new orders. Survive. Adapt. Win. Welcome to XCOM. Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của mình. Hôm nay thì lại có game miễn phí rồi. Rất là hay, Humble Bundle. Hôm nay thì Humble Bundle sẽ thả chúng ta tựa game miễn phí, đó là The Burial XCOM The Class Sitfell. Đại khái vậy nhá. Game này thì nó lấy đề tài về chiến tranh lạnh rồi Mỹ-Nga gì đó. Sau đó thì hai bên đang chiến tranh lạnh, đang căng thẳng lừa nhau, thì cuối cùng lại có người ngoài hành tinh xâm lược. Thế là hai bên lại bắt tay vào và tiêu diệt người ngoài hành tinh. Game nghe câu chuyện khá là đã, đúng không nào? Thời điểm hiện tại thì game này đang được bán với giá đó là $20. Và trong một ngày, 9 giờ nữa, các bạn hoàn toàn có thể nhận được tựa game này một cách miễn phí, free 100%. Và để nhận cái tựa game này thì đầu tiên các bạn phải có một tài khoản của Humble Bundle. Humble Bundle thì trước đây mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản rồi. Cho nên là mình sẽ để cái video đó bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn hãy xem và đăng ký mới một cái tài khoản Humble Bundle nhá. Còn bây giờ thì mình đã đăng nhập vào trong Humble Bundle rồi. Và bây giờ mình sẽ nhận game này và các bạn hãy làm theo các bước sau để có thể nhận được game nhá. Đầu tiên, đăng nhập vào. Mình sẽ đăng xuất đã nhá. Mình đăng nhập lại cho nó đúng quy trình. Đây, đầu tiên là như thế này, trang web này nha các bạn. Đăng nhập vào login ở đây. Đăng nhập bằng tài khoản chúng ta đã đăng ký. Enter. Ok, đăng nhập được rồi. Bây giờ sau khi đăng nhập xong thì các bạn hãy ấn vào phần Add to Cart ở đây. Đây này. $19 free này, thấy chưa nào? Thò vào nó thành Add to Cart các bạn. Ấn vô. Rồi, sau đó thì các bạn ấn vào phần Checkout luôn nhá. Ở đây, các bạn ấn tiếp vào phần đó là Get it for free. Đợi nó xử lý một chút. Rồi, nó lòi ra một trang nữa. Ở đây, các bạn ấn vào phần Preview your email nhá. Sau đó các bạn ấn vào Download Now. Rồi, nó ra cái trang này nữa đúng không? Ở đây các bạn kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới cùng luôn nhá. Các bạn sẽ thấy cái chữ đó là Riven your Steam Key. Các bạn click vào đó. Rồi, bây giờ nó đã cho chúng ta một cái cây ở đây, các bạn copy lại nhá, sao chép lại. Sau đó thì các bạn hãy đăng nhập vào cái tài khoản Steam. What the fuck, where my Steam, ở đây. Chúng ta chỉ cần đăng nhập vào và dán cây thôi. Có lẽ cái công đoạn này thì có lẽ nhiều bạn cũng đã biết rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ làm. Để cho những bạn nào chưa biết có thể tường tận rõ ràng mọi chi tiết quá trình nhận game. Đang kết nối với tài khoản Steam của mình. Rồi, ở đây các bạn ấn vào phần, mình sẽ mở cái library của mình lên. Các bạn ấn vào Add a game ở đây nhá. Ấn vào đó, sau đó các bạn chọn cái phần Active a product on Steam. Ở đây các bạn ấn Next, sau đó I agree. Rồi các bạn dán cái cây mà các bạn vừa mới có được bên Humble Bundle ra. Đây này, cây này này, xem nào. Dán nó ra. Dán nó ra đây. Sau đó các bạn ấn Next. Rồi, như vậy là Steam đã nhận ra đây là cái game The Burial XCOM The Class Sitfell, thấy chưa nào? Sau đó thì ấn finish thôi. Chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là nhận game rồi. Các bạn có thể thấy đó là game đâu rồi nhỉ? Ở đây, game đã về với cả library của mình rồi này các bạn. Và bây giờ thì các bạn muốn download lúc nào cũng được. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, thời gian nhận cây chỉ còn có trong khoảng thời gian đó là một ngày 9 giờ mà thôi. Đây, để mình cho các bạn xem lại luôn. Đây.
Nhớ nha các bạn, chỉ còn 1 ngày 9 giờ để các bạn có thể nhận cây của tựa game này. Và các bạn hãy nhanh tay lên, là những người may mắn sở hữu cây của tựa game có thể nói là rất rất hay này. Game này ra từ năm 2013 rồi, nhưng mà thời 2013 này là đánh giá game này khá là cao. Các bạn hãy nhận game về và chơi nhá. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Thời điểm hiện tại thì mình đang gấp rút hoàn thành cái series Call of Duty cho các bạn. Và mình đã hoàn thành cái phần Call of Duty 1 cũng như Call of Duty Black Ops 1 và 2 rồi. Sắp tới mình sẽ làm thêm để chuẩn bị làm thêm cái GTA nữa. Các bạn hãy nhớ theo dõi channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.